Vừa rồi là chúng ta đã trao đổi với nhau về các vấn đề liên quan tới ảnh khi chúng ta làm việc trong Corel. Bây giờ còn còn mấy vấn đề nữa mà tôi muốn giới thiệu thêm với các bạn. Một là có một vài công cụ về tổng quan thì chúng ta đã giới thiệu tương đối là ổn thỏa rồi, nhưng mà vẫn còn một vài công cụ mới mới một chút chúng ta cần phải tiếp cận nốt với nó. Thế thì cái công cụ đó là công cụ gì? Công cụ nó nằm ở trong cái nhóm này. Các bạn thấy là ngoài công cụ Shape Tool là cái công cụ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều, vô cùng nhiều luôn ở trong Corel, thì còn có một số công cụ tích hợp nó nằm dưới cái này nữa. Bây giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu nốt mấy công cụ này. Chúng ta còn có công cụ Crop, cắt tẩy vân vân, thì đấy cũng là những thứ mà chúng ta cũng cần phải nắm được trong cái quá trình làm, thì chúng ta cũng xuống nốt các công cụ này. Trước hết là chúng ta làm quen với lại cái nhóm công cụ nằm dưới công cụ Shape này. Thì bây giờ chúng ta có mấy công cụ này: Smooth này, Smear này, Train này, Attract này, Repair này, Smooth này, Hogan. Thì đấy là một số các công cụ mà nó được bổ sung về sau này. Nó không nằm ở trong cái hệ công cụ chuẩn gốc của Corel mà là công cụ được bổ sung về sau, mà mang tính hỗ trợ. Ví dụ như là bây giờ công cụ Smooth. Công cụ này thì nó giúp chúng ta giải quyết cái gì? Ví dụ khi mà tôi vẽ một cái đường là nó ở trong Corel, chúng ta có các công cụ freehand để vẽ một cách tự do và các công cụ ví dụ như bezier hoặc là pen để vẽ theo kiểu công thức. Thế thì cái công cụ mà vẽ theo cái đường đường cong bằng bezier hoặc là pen nó được điều chỉnh rất là tốt và nó sẽ tương đối mịn mà tương đối là cong chuẩn. Nhưng mà với cái công cụ freehand nó dễ dàng ở trong cách thao tác, nhưng mà ngược lại cái điểm yếu của nó là cái đường cong chúng ta vẽ ra không bao giờ đẹp cả. Đấy, nó sẽ bị gãy do cái tay chúng ta vẽ nó không chuẩn theo các cái công thức. Do đó thì công cụ Smooth này nó giúp chúng ta giải quyết các vấn đề đó. Và khi mà các bạn di vào cái công cụ này vào, thì những cái đoạn nào mà nó gãy các thứ thì nó sẽ được di vào đây, thì nó sẽ giảm bớt, nó làm mượt cái đường của chúng ta đi. Đấy, những chỗ nào mà cong queo hoặc là những cái chỗ nào mà nó gãy các thứ thì di vào đây nó sẽ giảm bớt hoặc là nó điều chỉnh lại để cho nó mềm hơn. Thì cái công cụ Smooth này chính là để nó giải quyết cái đó. Thế còn thằng Smear này thì làm gì? Smear này, ví dụ tôi có thể bóp nặn một cái đối tượng nào đó một cách rất là trực quan. Đây, các bạn quan sát, chọn công cụ Smear. Khi mà tôi chọn và tôi di vào nó thì nó có thể là co kéo, nó xử lý được cái đối tượng này. Bây giờ tôi đang di thử lên trên một cái text, không được đúng không ạ? Thử trên một hình ngang nha. Lúc này nó giống như là chúng ta đang đang chơi nghịch với một mảnh đất sét đấy. Đó, di đến đâu, bóp đến đâu, nặng đến đâu là nó theo tay chúng ta đến đó. Thằng này có được không? Không được. Vì sao? Đối tượng đặc biệt, đúng không? Bây giờ thử nhá, Ctrl Q. Đấy, lúc này thì chúng ta lại có thể là bóp nặn được nó rồi, nếu như nó không còn là đối tượng đặc biệt. Đấy, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể bóp nặn bất cứ một cái hình nào mà chúng ta muốn theo cái ý tưởng của chúng ta. Ở đây thì nó có một vài cái cần lưu ý, đó là cái nick size, tức là cái kích thước đầu của công cụ to nhỏ như thế nào. Các bạn muốn có một cái công cụ mà to đến đâu thì các bạn nhập cái tham số vào đó, thì nó sẽ tạo ra cái đầu công cụ to tương ứng với lại mong muốn của chúng ta. Pressure, rồi thì smooth smear, rồi pointy smear, vân vân. Những cái này thì nó sẽ là cái tác động và mạnh nhẹ kéo nhiều hay kéo ít khi mà chúng ta di cái công cụ này vào đây, gia giảm các tham số. Đồng thời như là nếu như mà các bạn không phải dùng chuột mà các bạn dùng cái bút bút vẽ điện tử ấy, thì nó sẽ còn tác động, nó còn nhận thêm được cả cái
cái động tác mà nhấn bút mạnh hay nhẹ của bạn để nó xác nhận là cái lực kéo hay lực tác động mạnh hay nhẹ nữa. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái công cụ nữa là công cụ thuyền. Công cụ này thì nó sẽ giúp chúng ta làm sao đây ạ? Vặn xoắn cái đối tượng. Thế là vặn theo chiều nào thì các bạn sẽ phải thiết lập cho tôi ở đây. Đó. Vặn ngược chiều kim đồng hồ. Vặn xuôi chiều kim đồng hồ. Thế còn là rect. Xoắn nhiều, xoắn nhanh hay xoắn chậm thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở các tham số này. Nhưng tốt nhất là nên làm ở cái chế độ mặc định của nó thôi, thâm thấp thôi, nhẹ nhẹ thôi để từ từ mà kiểm tra. Nếu mà xoắn nhanh quá thực ra thì chúng ta cũng còn chưa kịp nhận diện ra là nó xoắn như thế nào thì nó đã quá đà đi rồi. Đấy, cho nên là những cái hiệu ứng, những cái chỉnh sửa chúng ta nên để nó ở cái mức độ vừa phải để còn làm chủ được tốc độ làm việc của nó. Ở tiếp nữa thì chúng ta có một cái công cụ nó gọi là attract và repair. Hai cái này thì nó sẽ hơi ngược chiều nhau. Một thằng thì làm sao đây ạ? Khi bấm thì nó sẽ kéo cái gì? Nó sẽ kéo cái cạnh làm sao cho nó dính vào cái tâm của công cụ. Cái này thì vấn đề nó sẽ nằm ở cái vị trí của cái tâm. Nếu cái tâm mà tôi để ở ngoài đối tượng thì nó sẽ kéo ra ngoài để nó chạm vào cái tâm. Còn nếu cái tâm tôi để ở trong đối tượng thì nó sẽ co ở bên trong. Đấy là bấm thôi nhé. Còn nếu mà chúng ta đang bấm chúng ta kéo thì bây giờ nó còn có thể là biến hình rất là dữ. Đấy. Vừa nãy là tôi để tĩnh thôi. Còn nếu mà đến lúc mà nó nhận lệnh rồi mà chúng ta co kéo, chúng ta di dịch cái đối tượng thì đấy, nó sẽ biến đổi động theo cái thao tác di chuột của chúng ta. Thế còn một thằng nữa thì ngược lại, thằng repair này thì nó sẽ làm sao đây ạ? Biến đổi cho tới khi nào mà nó chạm vào cái cạnh của đối tượng của chúng ta. Đây, cái tâm nằm ở trong hay nằm ở ngoài nó sẽ quyết định. Đấy, nếu tâm nằm ở ngoài thì nó sẽ cong vào trong cho tới khi nào mà nó chạm vào cái cạnh. Còn nếu tâm nằm ở trong thì nó sẽ được kéo ra ngoài khi nào nó chạm vào cái cạnh. Smooth. Có nghĩa là chuyên làm cái trò là làm mềm. Đây, đây chúng ta xem lại nhé. Di vào để xử lý cái làm mềm. Bôi xóa kéo đó. Còn cái cuối cùng cái ru gần này làm gì đấy ạ? Ngược lại đấy chưa, những cái mà chúng ta đã nói không làm gai cắt mép, làm gai cái mép của cái đối tượng lên.
Thì đấy là mấy cái công cụ bổ sung thêm sau cái công cụ Shape Tool này. Thế còn cái công cụ Crop này thì như thế nào? Công cụ Crop là công cụ cắt. Đây. Muốn giữ cái hình nào, muốn giữ cái phần nào, các bạn đặt vào đây. Đấy, cắt. Sau khi mà vẽ ra cái vùng chọn rồi thì các bạn làm sao? Nhập đúng, sang nhận. Đấy, nó sẽ cắt, nó để lại cái đối tượng mà chúng ta chọn. Cắt vector được không? Đương nhiên là được rồi. Cắt chữ được không? Thử nha. Chữ cũng cắt được. Tất nhiên cắt xong thì nó không còn là chữ nữa, tại vì là nó sẽ mất đi các thuộc tính vốn có của nó rồi. Đấy. Ảnh cắt được không? Riêng công cụ này là công cụ hơi bị gấu, nó làm tất không tha cái gì cả. Đấy, thằng này thì nó không chừa cái gì hết, các bạn thích cắt cái gì thì các bạn có thể dùng cắt cái đấy. Đấy. Lần này là cắt thật nhé. Đây này. Shadow này. Đấy. Nhắc ra. Đấy, nó chỉ có đến đây thôi. Đúng không? Bây giờ chúng ta xem lại cái thao tác mà chúng ta làm việc với lại cái F10 này. Tôi cũng có thể làm ra một cái thằng như thế này bằng cách là tôi lấy các cái điểm điều khiển, tôi thu nó lại. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này là tôi kéo ra là vẫn còn ảnh ở đây đúng không? Đấy, nó bị giấu đi thôi. Nhưng thằng này là không có, cắt thật. Đấy. Thằng một thằng là giấu bớt đi, còn một thằng là xén đi mất, thì thằng crop này là nó cắt luôn này. Đấy. Thế còn công cụ dao cắt này, công cụ virtual segment delete này, công cụ erase này. Tẩy. Có phải là tẩy thật không? Theo bạn đây tẩy thật hay là tẩy giả? Đây là che. Trông thì có vẻ giống ấy nhưng mà thực ra nó là che đấy. Tại vì đây này, nhắc ra ngoài thì các bạn sẽ lại thấy là nó còn. Thế còn tẩy ở trên vector thì sao? Chúng ta cùng xem nhé. Tẩy này thật hay giả? Thật. Bây giờ xem tiếp. Về mặt nguyên tắc, tẩy là chỉ tẩy về mặt thôi nhé. Tẩy không, đối với đường viền thì tẩy không xi nhê gì hết. Tại vì tẩy đến đâu là tự đường viền nó sẽ phát sinh ra ôm lên đấy. Đấy. Nếu có đường viền thì tẩy không giải quyết được đường viền, tẩy chỉ giải quyết về mặt thôi. Tẩy có thể là cắt một phần, cũng có thể là cắt đứt thẳng ra thành hai phần khác nhau. Đấy. À, thành hai phần của một đối tượng nhé. Còn muốn khác nhau thì chúng ta lại phải break nó ra, bẻ nó ra, thì lúc đấy đối tượng một khác thì lúc ấy chúng ta mới tô được màu khác nhau. Còn nếu mà cùng dính nhân nhau thì vẫn chưa break thì nó đứt đôi ra, nó vẫn là hai hai nửa của một đối tượng thì các bạn sẽ không tô màu khác được. Tiếp nữa thì chúng ta xem thử xem. Tất nhiên là tẩy thì các bạn có thể là định nghĩa lại về kích thước đầu tẩy nhé. Đây nhá. Đây này. Kích thước này này, tẩy tròn hay tẩy vuông này. Rồi cái độ dày của cái tẩy. Đấy. Bây giờ chúng ta xem tiếp một công cụ khác. Đó là công cụ dao cắt.
Đây, bây giờ chúng ta xem về công cụ dao này. Chọn này, bấm vào một cái, bấm vào cái nữa, riêng dao thì cắt đứt luôn nhé, dao là cắt đứt thẳng đi và bạn không cần phải lăn tăn gì cả, đứt là đứt luôn mà không còn phải break, không cần phải gì nữa, đã cắt là thành một đối tượng không liên quan. Các bạn có thể tô màu khác ngay. Thế còn công cụ công cụ này thì các bạn thấy là nó có thể cắt một cái cắt theo một cái đường mà chúng ta muốn nhé. Chọn đối tượng trước này. Ở phiên bản 7 này thì hoặc là phiên bản 7 đổ xuống nó vẫn cắt theo kiểu tương đối thủ công đấy, nhưng mà phiên bản 8 thì có một cái điểm mà nó tương đối đặc biệt hơn, nó cải tiến, có nghĩa là chúng ta có thể là điều chỉnh cái vết cắt nó giống như là một cái đường phát ấy. Nó sẽ cong, nó sẽ uốn cong hay nó uốn thẳng hay là chính xác hơn là đường phát chúng ta vẽ ra nào, điều chỉnh thế nào, thì cái đường cắt này chúng ta cũng có thể làm như thế. Cái đấy là cái điểm mới một chút so với lại cái phiên bản 7 trở xuống. Thế còn là chúng ta còn có một cái nó gọi là Virtual Segment Delete, thì cái này nó là cái gì? Đây chúng ta cùng nhau xem này. Cái này là xóa nhanh một cái thành phần nào đó. Bây giờ chúng ta xem một cái đường này nhé. Đây, đây là một đường zigzag gồm có nhiều phân đoạn, có nhiều điểm điều khiển. Khi tôi bấm vào đây bằng công cụ Shape Tool, các bạn sẽ thấy rằng mỗi một điểm này nó sẽ có một đầu, là mỗi 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 một cái đường gấp khúc này thì nó gồm có hai cái điểm điều khiển đó, một đầu một cuối. Bây giờ cái Virtual Segment Delete này thì tôi có thể làm gì? Xóa. Cái này hôm nay có vẻ nó hơi bị lỗi thế nào đấy rồi. Tức là nó cho phép chúng ta là nhấp vào một cái đoạn nào đó là xóa đứt cái mạng, đứt luôn một một đoạn đi. Những cái đoạn khác mà chúng ta không ghi vào cái segment, tức là mỗi một segment là một đoạn đó, khái niệm segment là một đoạn đấy. Thì một phân đoạn đó khi mà tôi cắt bằng cái công cụ này, tôi chỉ cần ghi vào đâu là nó sẽ cắt đứt, bỏ cái đoạn đó đi đấy, và nó giữ lại những cái đoạn còn lại. Đấy là cái tác dụng của cái công cụ này. Nó thay vì việc là chúng ta phải bóc tách các thứ ra rất là nhiều, thì bây giờ chỉ cần chạm vào đoạn nào là nó xóa cái đoạn nào đi. Các bạn thử nghiệm lại trên máy mình xem nào. Máy tôi hôm nay hả, cũng thế à? Đi hết rồi.
Thế thì có cái vấn đề gì đó nó đang không chuẩn xác ở đây rồi. Trước đây là di vào cái nào là nó sẽ chỉ xử lý cái đoạn đó thôi. Vì như thế thì nó mới đúng với cái khái niệm mà chúng ta gọi là cái segment đấy, một phân đoạn đấy. Chứ còn nếu mà cả cái đường như thế mà di vào mà nó xóa cả một cái đấy thì tôi chỉ cần chọn mà tôi delete thôi, tôi chả cần phải có công cụ này đang có một cái lỗi gì đó từ bản cập nhật này. Để tôi sẽ nghiên cứu lại sau một chút nhé, thời gian bây giờ thì không đủ để mà chúng ta tìm lỗi cho cái này. Thế thì đấy là một số công cụ mà tôi giới thiệu thêm với các bạn, đấy là công cụ hiệu chỉnh.